Cuộc sống không đâu tuyệt vời hơn nơi này. Chúng ta đã bỏ quá khứ lại phía sau. Giờ ta có Molly để cùng chăm sóc. Thật là một bé gà mái đáng yêu. Tôi đã làm cho con bé một chiếc xe đạp. Ồ, ý tưởng đáng yêu quá đi. Con bé nó giống y chang như em. Lát con về. Mẹ ơi, chúng ta có thể đi qua đó không? Con đã có tất cả những thứ con muốn ngay tại đây. Mẹ không thể bắt con ở lại đây. Con bé đã rời đảo rồi. Cái gì? Vậy chứ? Molly! Những chiếc xe tải chở gà đến trang trại nào đó. Chà, trông cũng không tệ lắm. Trông đó tệ quá thì có. Ai biết Molly đối mặt những nỗi kinh hoàng nào trong đó. Đi nào, chơi thôi. Thật sự chỗ này có gì đó là lạ. Nơi khác, bên bên gà chiên cục. Lần trước chúng ta đã trốn ra khỏi trại gà, còn lần này chúng ta lại đột nhập vào. Đó là một nhiệm vụ bất khả thi. Họ sẽ biến tất cả chúng ta thành gà chiên cục đó. Tìm cho bằng được những con gà đó. Giữ chặt phô lô. Thành thật gu dôn rồi. Con có chắc là mình đã sẵn sàng cho việc này? Con đã nở rồi ba. Chúng ta sẽ làm được.